Vâng, và hai xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và vâng, thì ngày hôm nay tiếp tục với series ARK Online. Thì mình sẽ đi tem con quét giò nha các bạn. Thì đã lâu rồi thì mình không vào game. Và một thời gian khá dài mình vẫn chưa up clip cho các bạn xem thì các bạn biết rồi đó. Do cái công việc gia đình của mình, chính xác là mình đang chuyển nhà nha các bạn. Vì thế là mình không có thể nào mà ra đều đặn một clip một ngày như lúc trước nữa. Vì thế là từng có thể là tuần sau khi mà công việc ổn định hơn á, thì mình sẽ ra mỗi ngày một clip nha các bạn. Thì mong các bạn hãy ủng hộ mình và đừng có bỏ mình nha. Ok, thì ngày hôm nay thì mình sẽ tem thêm một con quét dầu, nhưng mà hiện tại thì hết đạn mê rồi các bạn ơi. Để mình lấy con mammoth đi farm đạn mê mới được. Khi mà mình bận công việc á, mình up game á, thì mấy đứa em của mình ở trong cái tree bear các bạn, thì nó đã bắt được một con rồi nè. Đó. Thì khi mà các bạn chơi online á, thì các bạn tem quét dầu khá là dễ các bạn ạ. Thì chỉ cần khi mà các bạn có một cái con chim đại bàng hay là một con chim nhỏ gì á, mà nó có cái stamina mà đủ đủ trâu á, đủ khỏe để đeo theo con quét dầu bắn á, thì các bạn chỉ cần một người ngồi rồi một người bắn thì nó tem khá là dễ hơn là thôi apply thì các bạn solo 1-1 thôi các bạn đó. Apply solo 1-1 thì nó khó, nhưng mà online thì các bạn tem dễ lắm. Vâng, thì ngày hôm nay thì mình sẽ không có sử dụng cái cách thông thường mà bắt cái con quét dồ nữa các bạn đó. Thì mình sẽ làm một cái máy bắn cái bola bằng sắt nha. Thì cái bola bằng sắt này á, khi mà các bạn bắn trúng cái con quét dồ á thì nó sẽ bị rớt xuống. Ok, đó. Khi mà có con mammoth rồi farm trái đen khá là ổn các bạn ạ. Thịt để coi xem con này nó có thịt không cái đã. Đó, quá trời luôn. Thì dạo gần đây á, thì ở trong server mình cũng ít hơn các bạn ạ. Nhưng mà anh em mình thấy anh em ở trong server vẫn on đầy đủ, cũng như là rất là vui vẻ, vì thế là mình rất là vui. Đó. Đạn mê. Thì bây giờ trong lúc mà chờ đạn mê á, thì mình sẽ làm cái này nha các bạn. Thì cái đây là chính là cái máy bắn bola á. Thì các bạn có thể thấy thì mình học ở cái level bao nhiêu, mình nhớ là trong lầm 20 mấy thì phải. Đúng rồi, cái máy bắn bola là level 29 nha các bạn. Thì cái này bắn mũi tên cũng được nữa đó, mũi tên mà to to ấy. Còn cái bola này á, các bạn phải học ở level 51 nha. Đó, làm đại nhiều một tí. Ví dụ như bắn có hụt á, thì còn bắn tiếp nữa. Thì cái này thì mình sẽ để trên con quét dồ. Đó. Mới lấy có một tí thôi mà nặng. Cái này để mình xem nó bao nhiêu ký cái đã. Mấy anh em mình nó xây cái gì trên đây vậy ta? Nó mấy anh em mình nó không biết đặt sàn các bạn, nó đặt làm sao mà nó cao lên nè. Cái này người ta phải đặt cho nó thấp ở dưới chứ. Sao mà đặt cao như vậy được? Đó. Ok chưa? Thì để mấy cái bola vô đây thôi. Bắn một phát là lụm liền, để mình thử cái mới được. Có con nào đâu mình thử. Để anh bắn xem cái độ bồng của nó sẽ thế nào. Đó, ok ok. Đó, các bạn có thấy chưa? Thì mình nghĩ là mình nên chế thêm một số đạn nữa các bạn ạ. À. Đạn bola nữa. Chứ nỡ lỡ mình đi tìm nó mà mình bắn hụt hết á thì không biết phải ra sao nữa, phải chạy về làm à. Đó. À, đạn mê có chưa ta? 24 bình. Này chế này khá là lâu, vì thế là mình phải làm thêm 2-3 cái nữa các bạn. Không biết mấy anh em thì mình của nó có đủ đạn chưa nữa nè. Trời ơi. Lúc nãy thì mình thấy nó chế đến tự nó, mình tưởng là nó chế cho mình, ai về thiệt chắc ra thì nó chế cho tụi nó xài. Không thể tha thứ được.
Đó, đạn mà nó có không có xài mà nó đi bắn bắn nó bừa cả, thấy chưa? Bạn thấy chưa? Dạo đây thì mình khá là bận các bạn ạ. Vì thế là mình on cũng không được nhiều nữa. Thì bây giờ đó, thì mình nghĩ đó, sau khi mà mình chuẩn bị xong đó, thì mình sẽ bay qua cái khu vực núi Tiết trước, rồi sau đó mình sẽ bay qua bên Trụ Đỏ nha các bạn. Thì cái lịch trình của mình đi là sẽ như vậy đó. Mình nghĩ đó, là cái khúc mà mình đi đó thì mình sẽ bỏ qua cái khúc tìm kiếm nha các bạn, chứ cái server này là server online mà nó xuất hiện thì mình nghĩ là xuất hiện cũng nhiều thật á, nhưng mà xuất hiện thì mấy cái bạn khác á, nó mấy cái bạn sẽ tem đó. Vì thế là nó xì bâu ra không có kịp đâu. Xì bâu ra không kịp vì thế là rất khá là hiếm. Để mình chia qua đây mình làm nữa các bạn, chứ một bên làm không xiết rồi, một bên là làm nó sẽ khá là chậm. À, cái này là do mình mới vừa tẩy điểm lại nha các bạn. Nhấn lộn vô con quét vô con chim nhỏ. Thì thế là nó không có làm mình cứ tưởng là nhấn vô được rồi không à. Hiện tại thì cái server của mình á thì vào buổi tối thì khá là đông nha các bạn. Thì các bạn có thể thấy thì hiện tại đang là 17 slot. Lúc sớm thì mình vào không được luôn. Anh em vào đông quá mình vào không được luôn các bạn. Thôi làm như đây đỡ được rồi. Mình nghĩ là cái con đó nó không trâu tới mức con quét vô nó không có trâu đâu. Vả lại với mấy thằng em của mình thì nó có súng nó có đủ tinh mê hết rồi. Đó, bây giờ là lấy cái X10 rồi nè, cũng như là có X10 rồi thì bây giờ lấy cái gì nữa ta? À, nọc sứa, nọc sứa. Nọc sứa còn không? Đó còn. Ok thì đi thôi. Thì mình để cho thằng em của mình lái nha các bạn. Đó. Thì mình với một cái bạn nữa ở trong cái chi be sẽ ở đây. Đâu rồi? Nhanh lên nè. Ok thì bây giờ mình sẽ bắt đầu đi tìm con quét dồ thôi nha các bạn. Thì chiến này thì mình gặp cái con level bao nhiêu thì mình cũng tem thôi, chứ mình không có lựa level cao đâu. Đó. Đi. Lái đi. Đúng rồi, ai bay đi. À, trụ xanh trước. Thì các bạn nào đang xem thì hãy nhớ để lại cho một like cũng như là đăng ký channel của mình để ủng hộ channel của mình phát triển hơn nha các bạn. Thì mình xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ok và Vân thì nhờ một bạn ở trong cái server đó các bạn đã thấy được con quét dồ, vì thế là đã chỉ cho anh em tụi mình bay qua. Ok thì bạn ấy đang theo chân con quét dồ kìa. Thì mình xin cảm ơn bạn ấy rất nhiều. Thì bây giờ mình sẽ bắn cái bola vô người nó nha, bắn như bola vô người nó nha các bạn. Đó, nó trúng rồi đấy, nó rớt xuống rồi kìa các bạn. Đó các bạn có thể thấy thì sau khi mà nó trúng cái bola thì nó sẽ không thể nào mà có tiếp tục bay được. Thì cái hiện tại thì mình không biết cái bola này á. Ôi, cái bola này giữ chân không có lâu nha các bạn. Hai. Cái bola này hiện tại thì cái giữ chân không được lâu đâu nha. Đó, và các bạn có thể thấy thì khi mà nó rớt xuống á thì một khoảng thời gian á thì nó tiếp tục bay tiếp.
Thì đây cũng là như là một cái lần thử để cho các bạn có thể xem nha. Thì sau khi mà các bạn xem clip của mình thì các bạn có thể lựa chọn cái cách mà để đem nó. Thì cái này thì do mình muốn trải nghiệm, vì thế là mình mới dùng cái này, cái nỏ này các bạn, cái súng bắn cái bola này mình bắn nó, chứ mà ở trên kìa, chứ mà bình thường thì mình sẽ không tìm cái này đâu. Bắn cái bola này nó sấy lâu lắm các bạn. Nó đúng chưa? Đó, nó rớt xuống rồi kìa. Ok, thì mà sau khi mà nó rớt xuống á thì mình sẽ dùng súng bắn ngay. Ơi. Bắn lộn rồi, bắn nhầm rồi. Sao nó còn có 300 mấy máu vậy ta? À, cái kế hoạch này không thành rồi các bạn ạ. Thì hiện tại thì mình không biết tại sao mà nó lại còn ít máu như vậy nữa. Ok và vâng, thì cuối cùng thì anh em tụi mình sẽ quyết định là sẽ đi bắt cái con quét giò đó bằng con green nha các bạn. Thì bắn cái bola thì nó không có khả thi cho lắm. Đó, bây giờ mình sẽ thử cách thứ hai, đó chính là dùng green và đi bắt cái con quét giò. Ok, thì các bạn hãy đón xem thử mình có đi bắt được nó hay không nha. Thì hẹn gặp lại các bạn vào ở thằng em mình nó rớt xuống rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào cái lúc mà mình tìm thấy con quét giò nha. Ok, và mình đã trở lại đây rồi các bạn ơi. Thì một bạn ở trong cái server của mình thì tiếp tục thấy có một con quét giò. Thì bây giờ thì mình sẽ tem nó nha các bạn. Thì bây giờ tem nó như thế này thì quá là đơn giản rồi, chứ không có điều gì mà khó khăn hết á. Đó. Cái con khi mà bạn có green rồi thì mọi chuyện đều rất là đơn giản. Được chưa? Rồi. Thấy không các bạn, thấy chưa? Khi mà các bạn có green rồi thì mọi chuyện nó trở nên rất là đơn giản luôn. Thì ok, thì thằng em của mình nó sẽ mua cái keyboard và cho nó ăn. Ok, thì giờ mình sẽ bỏ cái X10 vào, cũng như là nọc sứa. Đó, cho nó ăn X10 rồi đấy. Khi mà thằng em của mình nó cho ăn cái con ăn cái keyboard của con Red vào các bạn, thì nó sẽ tem thôi. Bắn con này ngất luôn, chết luôn rồi. Lấy tên lại. Thì lâu lâu mình mới trở lại server nha các bạn. Thì hình như là mình up được khoảng hình như là 4 ngày rồi thì phải. Đó. Vì thế là mình trở lại thì mình thấy anh em chơi rất là đông vui, vì thế là mình cũng vui theo nữa. Không biết thì cái con này có level 40 thôi. Thì mình bắt chỉ mục đích là trải nghiệm và giải trí thôi các bạn ạ. Chứ con ít giò thì mình con này cũng có rồi. Đó, con 419 lận. Sẵn thì mình thử cái cách bắt bằng cái bola bằng sắt cho các bạn xem luôn. Thì cũng nhờ các bạn ao hu này các bạn. Đó, các bạn này kìa. Thịt đùi á, nó xem keyboard mà đùi chi. Thì cũng nhờ bạn ấy tìm ra được thì bạn nói mình, vì thế là mình mới có thể là đi đến cái vị trí này nhanh, cũng như là mất rất là ít thời gian. Như vậy. Hiện tại thì cái server của mình full slot các bạn, để mình xem bây giờ hiện tại thì có full hay không nha.
Đó, hiện tại thì giờ 21 rồi đó. Các bạn thấy thì nó sắp full rồi. Hình như là 21 full rồi các bạn. Thì mình mở server 22 slot nhưng mà mình không biết tại sao mà nó 21 hơn 22 mà nó lại full nữa. Mình nghĩ này mình thì mình chưa có biết được nữa. Bao nhiêu phần trăm rồi? Thì khi mà cái con này nó tem xong thì nó sẽ lên được khoảng 20 level nữa. Đây cái con này của ông kia. Ủa con này của ông kia hả? Nãy mình nhìn lộn con nha các bạn. Cái con của mình rồi. Con của mình ở nhà. Phải. Con quét vô của mình ở nhà nha các bạn. Đó, thì các bạn có thể thấy thì nó ăn một lần thì nó sẽ được 74%. Thì nó sẽ ăn một lần nữa thì chắc chắn thì nó sẽ mình sẽ tem được thành công nó thôi. Thì ok thì mình sẽ kết thúc video tại đây. Nếu các bạn nào thấy hay thì hãy nhớ để lại cho mình một like và đừng quên đăng ký channel của mình để ủng hộ mình nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào clip lần sau.